Dựng xúa. Công ty sữa bao bì. Qua lấy ít sữa luôn. Bé em xuống. Bán theo lít em ạ. Con quay. Bấm quay cho bố. Bấm rồi à. Bấm quay chua. Lấy cho bố cái. Bố lấy đi. Đây này, đây này, anh bảo này. À quên lấy cái đai thắt rồi đây. Mà thôi, con này. Đây nhá. Chú nhá. Chú sẽ cầm thử xem nào. Thôi em cầm nó bốc bốc hơi đấy. Này. Bốc hơi. Đây này, đây là chú sang tận đây. Vâng. Con chim này là con chim trống. Vâng. Đấy. Là chân đỏ này, ngực hồng này. Vâng. Đấy, con này con đang sổ lông. Đang đuổi lông, đang đuổi lông. Đấy. Chú sờ ghim rồi sờ người này. Như anh thì anh khẳng định 1000 con này là con trống. Nếu như sai chặt đầu anh đi. Đừng chặt. Anh khẳng định luôn. Chú ở bên Vĩnh Yên sang nhà ra cửa là anh phải con khẳng định luôn. Con vợ con. Đấy. Đấy, chim là anh là tầm này là nó đã tự lập rồi. Vâng, con quá tự lập rồi. Đấy. Đây là con chim thổ. Con chim thổ. Đấy. Đây là con chim mái. Anh bắt để vào đây cho chú. Mà hai con này nếu không phải trống mái chú cứ gọi điện cho anh. Không trống không phải là chim mái. Không, anh biết chứ, anh nuôi chim luôn thì biết. Anh tránh ra. Con mái và đuôi nó cũng gót cùng lên đây em chim ta. Bố ơi, thằng Bình An. Đấy, anh Bình An ra sờ con chim kìa. Chú là bên đấy à, bên ra sờ con chim là Vĩnh Yên à? Vâng. Khai Quang. Khai Quang à? Công an tỉnh. À. Công an thành phố luôn. Rồi, công an tỉnh như bắt thử. Cũng khó nhưng mà mày nó bấm thử nên là có thích có bận gì mà sợ. Cấm đi. Ngày xưa anh em mình đi đấy. Rồi em, con chim chú thấy có thích không? Nhìn được đúng không? Nhìn được. Vâng. Vâng, sợ nó bay. Em sợ nó bay. Bay mất đền tiền. Không đền không cũng phải đền nhưng mà. Tiếc. Đấy. Anh nhà sang cửa là anh cũng phải để cho chú nhớ còn sang lần nữa. Không, có gì em sang. Hôm nào rủ anh em sang đông. Không về để nuôi cho nó. Kể cả ấy, riêng nuôi cho lên cửa bên cửa ra mà lên tiếng gái phát nếu mà biết đấy là kiểu gì em phải sang cái bắt nuôi nữa. Kiểu gì ảnh chụp biết rồi anh. Bố chứ nhớ à. Về thì cái mùa này nó đang ra mùa thì em mua cái thuốc thuốc bổ cho của gà đấy hòa lẫn với cái nước uống cho nó uống cái thuốc bổ bình thường thôi đấy. Đấy là coi là mình cần bố ơi. Đấy thì chú anh nói luôn nếu bình thường ra thì những cái đôi như thế này là anh cũng không muốn bán. Đấy thì đôi này bình thường nếu mà để nói tiền thì cũng cổ. Bố em bảo rồi sang nhà sang cửa vấn đề anh cũng là quay giờ hỗ trợ cái sang cổ là anh lấy 600. Vâng, đấy là thổ chuẩn luôn. Bố ơi. Bình An. Ở đây cơm đã gì? Thôi, cứ tắt đi 6 ạ. Ôi.